Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm lên một cái jQuery nữa. Đó là khi chúng ta kéo chuột, khi chúng ta cuộn chuột thì cái menu của chúng ta sẽ được giữ lại trên top của màn hình, và khi chúng ta kéo tiếp tục xuống thì menu luôn luôn giữ ở trên top của màn hình, và chúng ta trả lại vị trí như cũ thì menu lại trở về với lại cái vị trí như lúc ban đầu. Để làm được cái hiệu ứng đấy thì chúng ta sẽ làm với lại jQuery và chúng ta tương tác với lại position. Position đầu tiên chúng ta sẽ viết cho cái menu. Để xác định cái menu là thành phần nào thì chúng ta sẽ view code lên và chúng ta hiển thị cái menu, xem menu của chúng ta đang nằm ở đâu. Đây rồi, chúng ta có cái ID, đó là menu top, ID menu top. Đầu tiên chúng ta sẽ phải xác định tại thời điểm website tải ra, thì cái menu này nằm ở vị trí cách cái top của màn hình, cách trên màn hình là bao nhiêu. Thì để có được cái thông tin đấy, chúng ta sẽ có được cái thành phần như sau. Chúng ta sẽ viết tất cả vào trong ready function. Đấy. Chúng ta viết trong ready function, chúng ta có đô la top menu, chúng ta chấm position, như vậy là chúng ta lấy được cái đối tượng position của menu position. Sau đấy chúng ta sẽ bắt sự kiện. Bắt sự kiện là khi người dùng người ta kéo chuột, bắt sự kiện người ta kéo chuột thì chúng ta sẽ có thông tin là comment này, lấy vị trí hiện tại của menu cách top XC pixel. Đấy, cách top XC pixel. Tiếp theo chúng ta bắt sự kiện chuột. Khi người dùng người ta cuộn chuột thì cả cái cửa sổ đấy của chúng ta cuộn thì chúng ta sẽ có đô la window, chúng ta có sự kiện là scroll, đấy. Chúng ta có sự kiện là scroll thì khi đấy chúng ta sẽ bắt được cái vị trí mà người dùng người ta scroll thì chúng ta sẽ có var position scroll bằng bằng đô la document chúng ta chấm constop constop đó, chúng ta chấm constop. Sau đấy chúng ta sẽ kiểm tra cái vị trí mà người dùng đang cuộn chuột ở vị trí nào thì chúng ta sẽ có là pass in, convert về kiểu in, chúng ta có pass in chúng ta lớn hơn cái vị trí mà chúng ta lấy được, lớn hơn cái vị trí mà chúng ta lấy được. Chấm top. Chấm top. Lớn hơn cái vị trí mà chúng ta lấy được chấm top, chúng ta cũng chuyển nó sang kiểu in. Đấy. Cái này có nghĩa là khi người dùng cuộn chuột, cái cửa sổ của chúng ta cuộn với đến cái tọa độ lớn hơn cái tọa độ của cái menu hiện có thì chúng ta sẽ set add cho cái menu này một cái thuộc tính class mới, đó là chấm add class, và chúng ta là fetch fetch. Đấy. Và ngược lại tức là người dùng kéo chuột thì chúng ta sẽ có menu remove class, và chúng ta sẽ remove class là fix đi đó, remove class, và bên trong này chúng ta sẽ có class có tên là fix. Trong class fix này chúng ta có position bằng fix,
chúng ta đặt Z index bằng 1000 và đặt top bằng 0. Khi chúng ta kéo chuột mà cái cửa sổ của chúng ta lớn hơn cái tọa độ hiện tại của cái menu đang có, lớn hơn tọa độ hiện tại của menu đang có, thì chúng ta sẽ keep lại cái menu này ở trên top. Ngược lại thì chúng ta sẽ trả về menu ở vị trí như cũ, và đây là cái hiệu ứng. Đấy. Như vậy là chúng ta đã giữ được cái menu. Sau đây chúng ta kéo chuột, chúng ta thả chuột dần ra thì chúng ta sẽ có được cái menu về vị trí như cũ. Kéo lại chuột. Đó. Làm như vậy thì chúng ta có kéo đến cuối cùng của trang thì menu điều hướng của chúng ta vẫn keep ở trên top.